Quý vị và các bạn thân mến, cảm nhận trước vẻ đẹp thật là hoang sơ và kỳ vĩ của mảnh đất Tây Nguyên, thì nhạc sĩ Dương Toàn Thắng đã viết lên một ca khúc như là một lời kêu gọi tất cả chúng ta hãy cùng bảo vệ rừng, bảo vệ miền xanh thẳm và hãy giữ cho nguồn nước của những dòng thác, con sông, con suối thật trong sạch. Và hơi thở mãnh liệt từ đại ngàn Tây Nguyên đã hòa tan trong giai điệu của ca khúc Xanh Miền Huyền Thoại. Đại ngàn thông gieo câu tình ca, đêm miền rừng vang xa chi núi dọc trái muôn về người sông, đêm miền rừng vang xa chi núi dọc trái muôn về người mười sông. Chào chị Thanh Huy và Minh Thư cùng những khán giả đang theo dõi chương trình Bình Minh Cao Nguyên. Chúng ta vừa mới được thưởng thức ca khúc Xanh Miền Huyền Thoại và Hương Thanh tin chắc rằng khi Hương Thanh nhắc tới tên người nhạc sĩ sáng tác lên ca khúc này thì chúng ta ai cũng biết cả. Và hôm nay Hương Thanh đã có cuộc trò chuyện cùng với nhạc sĩ Dương Toàn Thắng, chính là người đã sáng tác lên ca khúc Xanh Miền Huyền Thoại mà chúng ta vừa mới được thưởng thức. Xin chào nhạc sĩ Dương Toàn Thắng. Hương Thanh được biết nhạc sĩ là một người con được sinh ra ở vùng đất Cao Bằng. Vậy thì không biết cơ duyên nào đã đưa nhạc sĩ từ vùng đất xa xôi như thế đến với thành phố Đà Lạt này ạ? Chào Hương Thanh, chào chương trình Bình Minh Cao Nguyên. Nói đến Đà Lạt, Lâm Đồng là một miền đất thơ mộng. Với một tâm hồn của người sáng tác thì đây là một cái vùng có thể nảy sinh ra nhiều tác phẩm mới của mình. Cho nên đấy là một điều hấp dẫn thứ nhất. Cái thứ hai là không thể từ chối lời mời của bạn bè thân thuộc, quyết định dừng chân tại Đà Lạt Lâm Đồng là cái nơi hành trình tiếp của cuộc đời công tác của mình. Tôi đã chọn Đà Lạt là quê hương thứ hai của mình. Vâng, vậy có thể nói là như nhạc sĩ vừa chia sẻ thì Đà Lạt là quê hương thứ hai của nhạc sĩ. Và Hương Thanh nghĩ rằng chính con người nơi đây, cảnh vật nơi đây cũng như là cái khoảng thời gian mà nhạc sĩ đã gắn bó với vùng đất này đã tạo rất là nhiều những cái cảm xúc để nhạc sĩ sáng tác ra các ca khúc rất là hay. Và Hương Thanh nghĩ là chắc hẳn các khán giả đang theo dõi chương trình cũng đang muốn biết được đối với ca khúc Xanh Miền Huyền Thoại mà chúng tôi đã giới thiệu trong chương trình Bình Minh Cao Nguyên ngày hôm nay thì bắt nguồn từ cảm xúc như thế nào mà nhạc sĩ đã sáng tác lên một ca khúc hay như vậy ạ? Tôi dùng cái từ xanh miền huyền thoại để nói lên rằng ở đây những cái vùng rừng nguyên sinh mà có những chàng trai cô gái của Tây Nguyên sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này được những lá rừng cây rừng che chở,
và đã trở thành những hướng dẫn viên rất là yêu quý của vùng vườn này. Không những thế, họ lại còn vận động gia đình tham gia quản lý bảo vệ rừng để giữ cho miền huyền thoại này mãi mãi xanh tươi. Vâng, cảm ơn nhạc sĩ đã chia sẻ về những cảm xúc sáng tác nên ca khúc Xanh Miền Huyền Thoại. Xin chúc nhạc sĩ luôn dồi dào sức khỏe để có thể tiếp tục con đường sáng tác của mình, cho ra đời những ca khúc thật hay, những ca khúc viết về quê hương Cao Bằng của ông, cũng như những ca khúc viết về thành phố Đà Lạt và viết về quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta. Vâng, các bạn thân mến, còn giờ thì Hương Thanh phải dừng lời lại cho chị Thanh Uy và Minh Thư rồi. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.